tô Hải Dương chào anh Văn Dậu nhé. Và một cái khung giờ không hề quen thuộc thì em lại làm một buổi báo giá này, để xem rằng đang tham khảo rằng xem buổi tối mà em live stream được có được nhiều khách hàng quan tâm hơn không. Em chào anh Lê Giảng này. Dạ chào anh, một lần chào anh những hai lần. Chào anh Giảng, những anh em chào anh Vũ Đình Sinh này. Anh Sinh ơi, không đánh bóng đá à anh? Hôm nay canh đều bóng đá hết rồi. Em chào anh Văn Khương nhé. Em đang tham khảo rằng liệu em nay buổi tối thì có khách hàng nào quan tâm đến em không. Chứ nay buổi trưa thật sự em không đủ sức, vừa tiếp khách vừa nay em không đủ sức nay buổi trưa. Nên em đang muốn là đổi sang buổi tối ạ. Em chào anh Tạ Duy. Anh không à, hôm nay đã bóng đấy anh ạ. Những khách hàng nào đang xem buổi báo giá trực tiếp của em Lê Hương ô tô Hải Dương thì cho em xin một lượt like và một lượt chia sẻ nhé. Em đang tham khảo ý kiến khách hàng rằng em có lên like tối không. Và em cũng xin phép được ghim số điện thoại vào đây ạ. 0354602790. Ôi, buổi tối rất là hân hoan luôn. Ai xinh thế nhỉ? Đen lắm anh ạ, lần này chiều trưa đen lắm. Em chào anh Trung này, chào anh Văn Khương, anh Tạ Duy và anh Đào Vũ nhé. Các anh đang xem buổi báo giá trực tiếp của em trên fanpage Lê Hương ô tô Hải Dương. Hãy yêu thương em Hương bằng cách chia sẻ cho em lên trang cá nhân và trang hội nhóm giúp em. Quan tâm em thì có em Lê Hương. Dạ vâng. Một ngày em lên 6 live stream những 2 lần để được chào, gửi lời chào đến tất cả khách hàng của em. Thôi đó. Em chào anh Trọng Duy nhé. Thật sự là live stream buổi tối nó sẽ hứng khởi hơn ở ban ngày. Xe thì dồn hết vào trong đây. Và thời tiết rất là mát luôn. Các anh ăn cơm tối chưa ạ? Em chào anh Nguyễn Hàng Hải này. Muốn xem xe nào thì cứ để lại bình luận cho em buổi báo giá ngày hôm nay. Thứ nhất là em sẽ xả cắt lỗ rất là nhiều dòng xe Kia Morning, bán tải cũng về rất là nhiều. Em chào anh Lộc Văn Khánh này. À chết rồi, em quên chưa ghim số điện thoại ở đây rồi. Mãi nói quá. Buổi tối mà khách hàng vào như này em mừng lắm luôn. Các bác đã ăn cơm chưa? Em thì chưa cơm nước gì đâu. Từ trưa đến giờ người ướt đẫm mồ hôi luôn. Em chào anh Hà Nguyễn này. Chia sẻ cho em nhé, em chỉ xin một phút nữa thôi để em nói chuyện đào lao một chút. Rồi em sẽ đi báo giá. Người đẹp Tây Đô. Người đẹp đen lắm ạ. Mùa hè xuống da mất 17 tông so với bình thường. Khách đến bảo Hương ơi sao em đen thế. Ngày nào em cũng live stream buổi trưa nên em đen lắm. Anh Hà Nguyễn ơi, chia sẻ cho em nhé. Anh Lộc Văn Khánh ạ, chia sẻ giúp em Lê Hương đi ạ. Anh cũng chưa, em cũng chưa. Trưa thì phải 1 giờ mới ăn cơm, live stream xong vừa ngồi vừa thở là bắt đầu ăn cơm. Xong chiều quay video. Em có người yêu chưa? Em chưa có người yêu anh Vũ Quang Chiến nhé. Vì bận lái live stream, bán xe ô tô, tiếp khách suốt ngày. Điện thoại thì cầm chăm chăm suốt ngày. Không, em đen lắm anh ạ. Nên đây thì nó có bóng điện thì nhìn nó trắng thôi. Chứ còn live stream anh cứ nghĩ 11, 12 giờ trưa bắt đầu em phơi ra ra đen lắm. Lên 30 khách hàng đi ạ. Ôi em khả năng em sẽ live buổi tối thôi. Khách hàng yêu thương xem nhiều như thế này cơ mà. Em sẽ live buổi tối thôi. Buổi trưa vừa lắng vừa mệt. Chia sẻ được món gì? Chia sẻ này, nếu đi qua Hải Dương vào địa chỉ 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương, em sẽ mời uống cà phê. Còn nếu mua xe bên em, tặng luôn cho mỗi bác 2 chỉ vàng về tặng bà xã. Thế cơ mà, vàng đang đắt. Còn nếu như mà thích tặng xăng đổ phun bình. Bây giờ mà ra cây xăng bảo em ơi đổ anh phun bình, nó đặt một đẳng cấp rồi. Buổi tối nhiều niềm vui, em cũng nghĩ vậy ạ. Ồ em đen thật sự luôn. Lên đây thì ánh điện huỳnh quang này rất là nó lệnh ra cho em đen lắm luôn. Thôi còn bây giờ thì em xin phép được quay sang cam sau. Nếu như trưa nay mà khách hàng nào mà chưa xem được buổi báo giá của em thì em cũng sẽ làm một buổi live stream buổi tối ạ. Trời sắp mưa rồi, em đang rất là mong mưa. Em chào anh Vắng Tôi Một Ngày này, chào bác Dương Kết, chào bác Trương Nguyễn nào. Chia sẻ lên cho em ạ. Ôi buổi tối cảm giác nó năng lượng thật sự luôn. Em chào bác Trình Bùi nhé. Quan tâm mẫu xe nào để lại số điện thoại. Anh đang ế vợ. Anh vợ một có chưa, vợ hai có chưa? Chúc toàn thể khách hàng nhà mình có một buổi tối vui vẻ này. Ăn cơm thì phải ngon miệng này. Làm việc cả ngày vất vả rồi. Nào bây giờ em sẽ live stream đây ạ. Báo giá luôn. Chia sẻ lên giúp em nhé. Này hơi bất ngờ đấy. Dạ vâng. Em cũng làm một cuộc tham khảo để xem buổi tối nay khách hàng có quan tâm không ạ. Ôi thật sự là quá là bất ngờ luôn khi khách hàng quá quan tâm em Hương.
anh chưa có vợ nào cả, vậy anh sẽ đi một con, anh hãy mua một chiếc xe ô tô. Là lúc đấy các chị nhìn vào, à anh này có ô tô, chắc chắn là thông minh, tài giỏi, có tiền thì mới mua được xe ô tô, nên là sẽ lấy được vợ thôi anh ạ. Một chiếc xe bán tải Isuzu D-Max đời 2016, đăng ký 2017, nhưng mà đăng ký là cuối tháng 12 2017, nên là xe còn rất là đẹp, gần như là đời 2018 này. Giá chào bán 535 triệu, số tự động máy dầu. Chào buổi tối, chúc người đẹp bán được nhiều xe. Em cảm ơn anh Trình Bùi nhé. Em chào anh Luân Nguyễn này. Khách hàng nhà mình có bạn bè anh chị nào mà bảo là muốn quan tâm, muốn tìm một chiếc xe bán tải thì hãy tang tên, hay gọi là gắn thẻ này, chia sẻ giúp em để khách hàng nhà mình, bạn bè nhà mình có thể mua được một chiếc xe bán tải đẹp, giá cả cạnh tranh nhé. Anh muốn xem vợ hai tầm 200 triệu à? 200 triệu này. Em đọc lốt chiếc xe bán tải này. Bán tải Isuzu D-Max máy dầu 2 cầu số tự động 535 triệu. Lốp sơ cua còn chưa hạ, 4 dàn lốp đẹp cho em. 535 triệu. Nếu như có 150 triệu thì anh có thể đi cho em tầm 200 nhé. 200 triệu đi. Một chiếc xe đây ạ. La Setti EX 150 triệu. Hôm nay thì em đánh ra bên ngoài để đi quay video, chắc là mai em lên sóng thôi. La Setti EX đời 2009 số sàn 150 triệu. Đây là bản máy to cho em này, ghế da đẹp nhá. Ghế da xịn luôn, màn hình giải trí này. 150 triệu cho chiếc xe La Setti EX đây ạ. Với lớp sơn màu đen đẹp, bản sedan. Các anh ơi đừng quên là hãy chia sẻ đi ạ. Em chào anh Hoàng Hiền, anh Long Văn Thắng này, anh Cơ Khí này, Cơ Khí Hưng Linh. Buổi tối quáng quá em cũng khó nhìn một chút này. 150 triệu cho chiếc xe La Setti, La Setti EX đây ạ. Quá là đẹp luôn. Còn hơn 200 triệu một chút, tầm 215 triệu thì có ngay một chiếc xe Kia Morning. Kia Morning đời 2016 với lớp sơn màu vàng đẹp. Động cơ trang bị là 1.25 số sàn. Em đang bán với giá là 215 triệu. Nay em có khí thế nói to hơn hẳn, tại vì nó dâm anh ạ. Chứ bình thường em hay bị say nắng. Màn hình giải trí là màn hình OLED nhé. Động cơ trang bị 1.25. Xong nhìn là tự dưng bất ngờ livestream mà vẫn có nhiều khách hàng quan tâm như này, em rất là vui luôn. Chào bác Hoa Tuấn này, anh Luân Nguyễn này. 215 triệu là có xe Kia Morning đời 2016 số sàn, nước sơn là màu vàng zin đẹp. Kể cả là anh không thích màu vàng sơn này, em sẽ đổi màu cho anh luôn. Đổi màu luôn được, quan trọng là vào màu vàng zin rất là đẹp. Em chào bác Phạm Tuyến này. Chia sẻ hộ em Lê Hương lên ạ. Số điện thoại mà em giao dịch 035 460 2790. Rất mong khách hàng nhà mình sẽ quan tâm em nhé. Ở đây thì em có cho mình một chiếc xe Hyundai Avante đời 2014 ạ. 2014 Hyundai Avante 279 triệu. Một chiếc duy nhất mà trong thời gian rất là dài em bị cháy hàng thì giờ em mới về thêm. Một chiếc xe Hyundai Avante số sàn đời 2014. Giá chào bán 279 triệu. Động cơ trang bị là 1.6. Em có bật đèn flash rồi nên các bác vẫn có thể nhìn rõ bên trong nội thất này. Ghế da hai màu đẹp cực cho em luôn. 279 triệu đời 2014 nào. Em chào anh Nguyễn Đức Anh này. Em chào anh Nguyễn Đức Anh. Quan tâm mẫu xe nào thì cứ để lại số điện thoại cho em nhé. Các bác nhìn La Răng này. Thật sự là em cũng chưa biết gọi em này là cái gì. La Răng đây, kín như thế này rất là đẹp luôn. 279 triệu đời 2014 này. Hồ sơ để em Hương rút cho khách hàng nhà mình đỡ lắng mưa, đỡ vất vả phải đi rút hồ sơ này. Đúng là đúng chủ có thể ăn ít một tí. Dạ đúng rồi, ăn ít một chút thôi là có thể để cho khách hàng nhà mình xe đẹp rồi. Ăn ít một chút, khách hàng bình luận là em ơi ăn ít một chút để cho anh một chiếc xe đẹp. Em có nhiều xe mà, giá cạnh tranh thị trường. Và bên đây các bác nhỉ, một chiếc xe nữa đây. Một chiếc xe La Setti SE. Bản này là bản nhập Hàn cho em. Nhưng điều đặc biệt là gì? Biển 89 nhá. Nhiều khách hàng bảo là Hương ơi quay cả biển số để anh chốt cho dễ này. Biển 89 này. Chiếc xe này thì đầy đủ cho em. Cam hành trình, cam lùi, màn hình giải trí đầy đủ cho em. La Setti SE. Nếu như anh Luân Nguyễn có 200 rồi thì cố lên một chút này. 225 triệu đời 2010. Bản nhập Hàn là có La Setti SE đi rồi. Bộ ghế da này bình thường không thể nào mà lắp được. Nếu như mà ghế da ít tiền không lắp được bộ này đâu ạ.
Bộ này là em đầu tư hẳn ghế da xịn này, và em còn lắp cả lipo thể thao phía sau cơ. 225 triệu đời 2010 Nacity SE nhập Hàn Quốc đẹp cho em. Biển thủ đô, à xin lỗi, biển 89 này. Lắp bô líp đằng sau, 4 mắt cảm biến va chạm mà chỉ có 225 triệu. Còn nếu như khách hàng nào mà quan tâm về xe i10, i10 màu trắng thì em có bản hatchback này. Đời 2014 nhập khẩu 195 triệu. Em i10 này thì em đang cho đi bọc lại một bộ ghế da rồi, nên em tháo bên trong ra rồi, nên nhìn nó hơi điêu. Đây này, em sẽ chỉ quay bên ngoài thôi. Đời 2014, 195 triệu. Em chào anh Thành Lê này, chào bác Vinh Sport này. Đừng quên là hãy chia sẻ cho em Lê Hương lên nào. Vừa rồi rất là nhiều khách hàng vào, nhưng mà chắc là bất ngờ quá, tại sao hôm nay Lê Hương lại livestream vào cái giờ này, đúng không ạ? Bên đây thì em có một chiếc xe ghét biển thủ đô Hà Nội này. Xe ghét nhưng mà là số tự động, bản nhập Hàn Quốc. Xe ghét cam hành trình đầy đủ này. Có cả cho em là cam 360 trên gương. Phanh ABS này, la răng thể thao. Ghét đời 2008 nhập khẩu số tự động. Giá chỉ có hơn 100 triệu thôi. 195 triệu màn hình đầy đủ cho em. 195 triệu số tự động. Động cơ trang bị là 1.4 nhá. 190 triệu đấy. 190 triệu có xe ghét đi. Em chào anh Lê Thắng này. Nào các anh ơi, chia sẻ lên giúp em nào. Đừng quên rằng mỗi lút chia sẻ sẽ là tương ứng với 10 triệu, à với 1 triệu đồng. 10 lút mua xe là có 10 triệu rồi. Hồ sơ thì cứ để em rút, em sẽ bao rút hồ sơ này. Em chào anh Lê Thắng, anh Vũ Quang Minh, à Vũ Quang Linh này. Chia sẻ của em nào. Ford Eco Sport 5 chỗ ngồi gầm cao giá bao nhiêu? 385 triệu. 5 chỗ ngồi gầm cao mà giá rẻ đây ạ. Bản Titanium cao cấp nhất. Lút mở một trạm thông minh trên cánh cửa này, có giá để đồ này. Nếu như 385 triệu, nếu như trước kia thì không thể mua được xe gầm cao đâu. Mà đây là còn đời 2015 nhá. Hậu SEA Games thì rất là nhiều xe đẹp bán ra mua vào, nên em rất là may mắn khi mà em Lê Hương đã mua được một chiếc xe Eco Sport bản Titanium cao cấp này. Bản này là 6 túi khí an toàn, có đề lỗ thông minh, màn hình giải trí thì chưa lên, nhưng nếu bác nào thích thì em lắp luôn. Eco Sport sẽ có cửa lock đầy đủ cho em này. Trần là trần da 3D, bác chủ cũ cực kỳ cẩn thận rồi. Lước sơn màu đỏ đẹp, xin nhan trên gương. Lút mở một trạm thông minh trên cánh cửa đầy đủ cho em nhé. Eco Sport đây ạ. Quay luôn cả biển số này, biển 35. Em chỉ biết là biển 35 thôi, chứ còn tỉnh nào em không nhớ. Số tự động, động cơ trang bị 1.5, 395 triệu, lên rồi. Khách hàng lại quan tâm nhiều rồi, chia sẻ giúp em nào. Em chào anh Phan Văn Bảy này. Anh Vũ Triều Dũng ạ. Chia sẻ giúp em Lê Hương đi ạ. Ở đây thì có một chiếc xe hôm nay mà nhận được rất nhiều cuộc gọi từ khách hàng này. Một chiếc xe Kia Morning, nhưng mà là bản Sport cho em. Đời 2011, đăng ký 2012. Quan trọng là giá 145 triệu. Xe tư nhân đi, ôi dồi ôi, xe đi được cực ít luôn, mà máy số thì ngon. Xe tư nhân đi nhá các bác nhá. Kia Morning, bản này là bản Sport đẹp cho em. Có màn hình đầy đủ luôn, ghế da. Hôm vừa rồi em nhập lại thì ghế da nó hơi xấu. Hơi xấu rồi. Nhưng mà để lên đời cho em nó, em đã đầu tư hẳn một bộ ghế da mới này. Các bác nhìn nguyên này, còn nguyên bút nhũ này. Bút sang dấu của may ghế da nhá. Màn hình giải trí này, 145 triệu. Động cơ là 1.0, số sàn, 5 chỗ ngồi, trần da 3D, đẹp chưa ạ? Xe tư nhân gia đình đi ít, lên đời thôi. Đơn giản chỉ là lên đời xe, lên để lại. Những bác nào mà kinh tế mỏng một chút như này, hoặc là muốn mua về xe tập lái, đưa đón con đi học thì ok đấy ạ. Xe cực đẹp luôn, tư nhân mà. 145 triệu cho chiếc xe Kia Morning bản Sport đấy ạ. Em chào anh Linh Thắng này. Anh Cao Đình này, Cao Đình 8 này. Chia sẻ giúp em Lê Hương đấy ạ. Rất là nhiều xe đẹp luôn, thả tim thả like cho em. Bên cạnh chiếc xe Kia Morning biển thủ đô Sport đời 2008, à 2011, đăng ký 2012, thì em lại có cho khách hàng nhà mình một chiếc xe Vios. Bản này là bản limo, nhưng mà lước sơn màu trắng đẹp.
đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 1, 2023. Nếu như hết đăng ký, em sẽ là người bỏ tiền ra đăng ký cho khách hàng nhà mình. Nên là cái đăng ký đăng kiểm này không cần quan tâm quá nhiều. Quan trọng là gì? Giá của em nó 210 triệu đồng, đời 2011, màu trắng đẹp nhá. Ốp hết mạ chrome tay nắm cửa này, la răng đẹp luôn. 210 triệu cho chiếc xe Pios bản limo nhá. Limo em có này, e em có này, limo mà lưng thành e thì em cũng có luôn. Và bên đây thì em có một chiếc xe biển thủ đô Hà Nội, một chiếc xe Hyundai i10 bản đủ ạ. i10 đã đi đã sướng rồi, nhập khẩu đi đã ngon rồi, nhưng mà bản đủ, bản đủ đời 2014 giá lại còn rẻ nhá. 225 triệu bản 1.0 nhập khẩu này. Có Kia Carens. Ôi dồi ôi, có luôn anh ơi. Kia Carens em có hai chiếc luôn. Đợi em một chút nhá, nó ở đằng sau lưng em rồi. Mình cần bán Innova. Anh em có nhu cầu thì alo. Thay vì bán cho anh em thì anh Tuấn Kiệt bán luôn cho em Lê Hương đi ạ. Em cho thợ đến kiểm tra. Ok là anh em mình vào giá, để cho em Lê Hương giá đẹp, em về em lại bán khách hàng giá đẹp luôn. Chứ còn nếu như comment vào đây là em không hoan hỉ đâu nhá. Bán lại trực tiếp cho em Lê Hương đi ạ, anh Huyền Tuấn Kiệt nhá. Còn nếu như muốn bán hàng thì phải lập kênh riêng, bỏ chất xám, bỏ tất cả ra để bán hàng. Còn nếu như bán hàng mà muốn trao đổi cho em Hương thì em rất là hoan hỉ. Còn vào kênh của em mà chào kéo khách, nếu như xe của anh mà không tốt thì đến lúc đấy khách hàng rất là mệt luôn, đúng không anh? Em alo cho em. Dạ ok anh luôn, em sẽ chụp lại số điện thoại này. Innova mà số máy đẹp nhá, máy số ngon, em nhập giá đẹp cho mình luôn. Vì em cứ về chiếc Innova nào là hết chiếc Innova đấy, để lại luôn cho em đi anh ạ. i10 bản đủ 2014 nhập khẩu số sàn, động cơ trang bị 1.0, giá chào bán 225 triệu. Bản đủ sẽ có gì? Xi nhan trên gương, nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa, đề lỗ thông minh đầy đủ, màn hình giải trí có nhá. i10 đây ạ. Rất là đẹp luôn. Kia K3 thì đợi em một chút nha anh nhá. Vì ở đằng sau em, cách sau lưng em mấy chiếc xe liền. Hãy thả tim, thả like và chia sẻ cho em Lê Hương lên ạ. 0354602790 là số mà em giao dịch. Em đã nhìn thấy bài của anh Huyền Tấn Kiệt rồi. Một chút nữa xuống livestream em sẽ làm việc với anh, nếu như Innova mà đẹp, nhập giá sát nhất có thể. Và bên đây thì em có Captiva đời 2007 này. Captiva 7 chỗ ngồi số tự động, giá chào bán chỉ có 228 triệu thôi. Form dáng đẹp, 5 chỗ ngồi gầm cao, xi nhan trên gương, la răng thể thao, và có phanh ABS đầy đủ cho em. Động cơ trang bị là 2.4 số tự động ạ. Màn hình giải trí có rồi, ghế da đẹp căng luôn. 228 triệu 7 chỗ ngồi. Captiva đợi em một chút nhé. Bên đây thì em có cho khách hàng nhà mình một chiếc xe Kia Sorento 380 triệu. Em chào anh Văn Dũng này, anh Ngọc Thành này. Anh Văn Dũng hỏi là có Vios đời 2006 không em? 2006 thì em không có. Thấp nhất là em có 2008, 2009, 2010. Dù là 2008, 2009, 2010 nhưng giá chỉ có 178 triệu thôi anh ạ. 2006 thì nó sâu quá, nhiều khách hàng đi Vios mà sâu quá các bác không thích nên em không nhập anh nhé. Em có Vios đời 2009 bản E xịn cũng chỉ có 210 triệu này. Bản limo lông lên thành E, có màn hình giải trí, đề lỗ thông minh, mà đời 2008 màu đen đẹp cũng chỉ có 178 triệu thôi. Nhưng mà hôm nay nhà em thợ có đội bóng đá nên là đi mất một số hai xe đi ra ngoài rồi. Để em nhìn tí em sẽ lên trước Vios đấy, em sẽ báo anh nhé. Vẫn cứ ở đây cùng em xem hết buổi báo giá ngày hôm nay đi ạ. Em chào bác xưởng may Long Hải này, chào bác Phạm Khôi Nguyên này. Sorento 380 triệu. Đời 2009, động cơ trang bị là 2.4 à. Chia sẻ cho em lên ạ. Anh nào quan tâm mẫu xe nào để lại số điện thoại cho em, em sẽ báo giá. Bình luận phía dưới quan tâm về mẫu xe nào. Sơ Bắc Van tập lái chỉ có 85 triệu đây ạ. Nước sơn màu bạc đẹp, một em siêu bán tải. Các bác đấy hay gọi Sở Bắc Van là siêu bán tải, không những chở người mà còn chở được hàng nhé. 85 triệu thôi ạ. Chia sẻ giúp em lên nào. Bác Vũ Đức Thanh này, thích bán tải à? Anh Linh Thắng ơi, bán tải đây, bán tải luôn. Bán tải ở bên trong kia cơ.
Đợi em một chút nhá. À từ từ em quay luôn chiếc Tucson này đấy. Một chiếc xe Hyundai Tucson đời 2010, máy dầu, 2 cầu, số tự động. Có đầy đủ cho em là cam hành trình, cam lùi, màn hình giải trí, để lộ thông minh. Và một em Tucson máy dầu này em đang bán là 535 triệu nhập Hàn, số tự động. Có cả sấy sưởi kính này, sấy sưởi ghế này. Bản nhập Hàn cao cấp sẽ có sấy sưởi ghế cho em, vì bên đấy họ lạnh mà. Nên là mùa đông ngồi chiếc xe này rất là êm luôn. Mùa đông thì ấm áp và mùa hè thì mát sâu ạ. Máy dầu cho em nhé, 2010 nhập Hàn, 535 triệu Tucson máy dầu. Màn hình giải trí đè lổ thông minh đầy đủ này. Sao anh chưa về? Thích bán tải thì em có bán tải đây. Con chào ông Lê Bá Bảy nhá. Lần đầu tiên có thấy ông Lê Bá Bảy xem livestream của con này. Bên đây thì em có cho mình một chiếc bán tải Ford Ranger. Ford Ranger đây ạ. Đời 2013, số sàn 1 cầu. Em đang bán là 415 triệu cho chiếc bán tải Ford Ranger bản 2.2. Và em còn thích một chiếc bán tải Ford Ranger ngoài chắc bản 3.2. Máy dầu nữa, nhưng một chút em sẽ quay nhé. Ford Ranger đây ạ, biển thủ đô Hà Nội. 415 triệu đời 2013. Cam hành trình có, cam lùi có, đầy đủ cho em. Bán tải mà, rất là to cao. Thoáng đãng cho em này. Chào anh Tuấn Nguyễn này, chào anh Đoàn Trung Hiếu này. Em sẽ nhảy cốc đi vào đây để quay một chiếc bán tải Nissan Navara nữa ạ. Bán tải này, Nissan Navara em có hai chiếc xanh và trắng này. D-Max thì em có một chiếc màu cam. Bán tải Ford Ranger thì hai chiếc, một hai chiếc bạc, một chiếc màu trắng bản 3.2. Đây nhá, một chiếc bán tải Nissan Navara nữa đây. Nissan Navara số tự động biển thủ đô đời 2018. Số tự động 1 cầu, máy dầu cho em ạ. Đèn halogen, có đèn phá xương, đèn gầm đầy đủ cho em. Cam hành trình có rồi, xin nhan trên gương. Nissan Navara 2018 em đang bán là 535 triệu. Bao rút hồ sơ. Nếu như khách hàng nào mà muốn bao sang tên, bao luôn sang tên đối với em Nissan Navara này. Thông thường khách hàng mà đi bán tải thường là công trình này, công trường này, kỹ sư cầu đường, cũng như là các bác mà làm ở khu vực vùng sâu vùng xa mà đường núi cao hiểm trở này. Hoặc những cái bác mà chuyên vật liệu xây dựng thì hay là gì nhỉ? Cơ khí đúng không ạ? 535 triệu cho chiếc bán tải Nissan Navara. Bao hồ sơ khách hàng nhà mình luôn, đi không vất vả nhá. Máy dầu 1 cầu và là số tự động, thùng hở như thế này cho em, màu xanh đẹp nhá. Bên cạnh chiếc bán tải Nissan Navara thì có một chiếc bán tải Ford Ranger. Ford Ranger đời 2014 này. Bản nhập Thái 1 cầu, máy dầu 2.2. MT tức là gì? MT là số sàn này. 440 triệu cho chiếc bán tải này Ford Ranger. Order chuẩn này, order chuẩn của em nó là bao nhiêu đây ạ? Nhìn hơi lóe một chút nhỉ. 11 vạn. Order chuẩn là 11 vạn. Màn hình giải trí đây, ghế da thì đẹp căng. Một cầu, máy dầu, số sàn. Bán tải đây ạ, Ford Ranger 440 triệu đời 2014 nhá. Quá là nhiều xe luôn. Em chào bác Tuấn Nguyễn này, bác Yến Phạm này, à bác Tư Phạm, bác Yến Yến này. Bẹo bêu là tôi này. Chia sẻ giúp Lê Hương đi ạ. 35 khách hàng đang xem. Mỗi bác hãy chia sẻ cho em một nút lên trang cá nhân và trang hội nhóm giúp em ạ. Hồ sơ thì em sẽ rút nào. Ông Lê, ông hôm nào ông dồn được tiền ông lên mua bán rẻ cho ông nha. Chúc con bán được nhiều xe, cảm ơn ông nhá. Chỉ cần ông lên mua xe khách nạ con còn để giá đẹp, huống chi là ông, là ông con là con cháu trong nhà, ông cứ yên tâm đi. 22 chào 34. Anh Cường móm ơi, em lại đơ đơ một chút. 22 là tính nào anh? Em hay bị đơ đơ về tính về số lắm. 34 bánh đậu xanh chào bác 22 nhá. Mặc dù em không nhớ được 22 là tính nào. Em hơi bị đơ đơ một chút về tính. Bên đây thì em có cho mình một chiếc xe CDX đời 2009, động cơ trang bị là 1.6 số tự động nhập Hàn này. 1.6 nhập Hàn đây ạ. Em đang bán là bao nhiêu? 255 triệu Tuyên Quang, và em xin lỗi. Tuyên Quang em đi luôn tục này, mua chè này. Gái Tuyên Quang này nổi tiếng là xinh gái rồi.
mà bác Lam về tâm lý này mà em lại không nhớ ra. Xe DX đời 2009 nhập khẩu số tự động 1.6 này, hiện tại bên em đang có sẵn ít nhất là 10 đầu xe về xe DX. Nếu như khách hàng nào quan tâm thì có thể thời điểm này mua được xe DX với giá rất là đẹp luôn. Bản nhập khẩu số tự động và đã là xe DX thì sẽ lên cho em là có cửa lock đầy đủ cho em này. 37 xin chào. Dạ em 34 chào bác 37 ạ. Fortuner, anh ơi, anh Giảng ơi, em biết là anh thích Fortuner và quan tâm về Fortuner, nhưng mà em cũng bị cháy hàng anh ạ. Thật sự thời điểm hiện đại của Fortuner rất là cháy hàng luôn. Em có Santa Fe bản Gold và Santa Fe bản đặc biệt anh nhé. Còn Fortuner em tạm hết ạ. Chào bác, tôi thuyền xa bến này. Chào bác Nguyễn Ngọc Bá này. Đừng quên là hãy chia sẻ giúp em Lê Hương nhé. Em chào bác Vân Khánh này. Chia sẻ giúp em lên ạ. Ở đây thì em có thêm một chiếc xe nè. Có dòng nào ngon bổ rẻ không chị? À, anh thuyền xa bến nè. À, tôi thuyền xa bến thích số sàn hay số tự động à? 145 triệu em có một chiếc xe Kia Morning bản Sport 145 triệu đời 2011 đăng ký 2012, tư nhân, xe đẹp căng luôn, 145 triệu. Còn ở đây thì em có cho khách hàng nhà mình một chiếc xe VinFast Farin biển 17 này, em quay rõ cả biển nhá. VinFast Farin đời 2019 này. Bao test hãng 36 tư thế cho em. Động cơ trang bị 1.4 số tự động ạ. Số sàn thì anh đi cho em chiếc xe Kia Morning bản Sport đi ạ, đời 2012, 145 triệu thôi ạ. Vẫn thương lượng thêm nếu như anh thật sự quan tâm nhé, vì xe đây em mới về rất nhiều khách hàng quan tâm này. Còn VinFast Farin đời 2019 đẹp zin từng con ốc, có đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, cam hành trình, cam lùi và cảm biến va chạm nhé, em có đầy đủ này. 345 triệu. Lắp hết cho em là tay nắm cửa, ốp mạ chrome rồi, xin nhan trên gương. Úi dồi ôi. Lắp cả bô líp này. La răng thể thao thì rất là đẹp luôn. 345 triệu ạ. Số sàn thì em nhiều lắm. Vios số sàn đời 2008, 2007 cũng có 178 triệu này. Get thì có 158 triệu này, nhập khẩu luôn nhá. Kia Morning cũng nhiều. Hoặc là như là ví dụ như chiếc xe Kia này. Kia này là bản full đồ đây. Đời 2011 số sàn 1.1 mà em đang bán là 128 triệu. Nhiều khách hàng cứ ngại là đi mua xe thì sợ, cứ sợ là đến xem xe ít tiền thì sợ em không tiếp hay sợ em ngại. Các bác đừng nghĩ như vậy nhé. Khi mà em đã nhập xe này em quan tâm tất cả khách hàng, dù làm công việc gì, với mua chiếc xe như thế nào thì em đều có những cái đãi ngộ này, có những cái sự tiếp đón như nhau nhé. Morning bản full đồ 128 triệu. Cho anh xem lại con Ford Ranger đúng không anh? Ford Ranger đời bao nhiêu anh nhỉ? 2014 nè. Ford Ranger đây ạ. Đời 2014 này. Bản này là bản 2.2 ạ. Máy dầu, một cầu, số sàn, đèn pin salon, có giải led bên trong. Ban đêm hay là buổi tối mở lên rất là đẹp. Đèn bi đó là đèn gầm cũng là đèn bi nhá. Cam hành trình đầy đủ, cam 360, cái lúm bé bé này là cam 360 này. 440 triệu đời 2016, à 2014, em xin lỗi, đời 2014 này. Màn hình có rồi, đề lỗ thông minh, cái màu xanh xanh kia là cái đề lỗ thông minh start top này. Màn hình Bilotic xịn này. Ghế da bọc cho em cả lì luôn, cả tựa đầu luôn này. 440 triệu cho chiếc xe Ford Ranger đời 2014 ạ. Em chào bác May Pháng, em chào bác Phương Vinh này, em chào bác Nguyễn Điền. Chia sẻ giúp em lên ạ. Còn bên đây thì em có khách hàng nhà mình một chiếc xe Hyundai, nhưng là một chiếc xe Hyundai i10 đời 2015, bản này là bản nhập khẩu cho em. i10 bản đủ đây. Số tự động đẹp luôn nhá. i10 bản đủ, số tự động đẹp. 328 triệu đời 2015. Bản hình đại trí rồi, Bilotic xịn rồi. Nay em nay sớm vậy em. Phải nói là nay em nay muộn. Bình thường là em nay trưa, nay em nay tối thử. Để xem cái tầm này khách hàng có quan tâm nhiều không, em sẽ chuyển sang tối cho đỡ vất vả anh ạ. Trưa các anh cũng ngủ trưa, mà em thì live stream lắng ơi là lắng. Đề lỗ thông minh này, màn hình Bilotic này. Ghế da đẹp, vô lăng bọc thể thao.
328 triệu Y10 bản đủ nhập khẩu nhá. Màu trắng đẹp bản hatchback. Nút mở một chạm thông minh trên cánh cửa, xin nhan trên gương. Phanh ABS đầy đủ cho em, bản đủ sẽ có phanh ABS này. Động cơ trang bị là 1.2, đời 2015 nhập khẩu nhá. Còn nhiều khách hàng cứ nghĩ nè, đúng rồi anh ơi, nay tối cho mát. Nhưng mà cái giờ em nay trưa em cũng cố định rồi, nếu như có thể em sẽ like cả hai buổi luôn. Khách hàng nào mà quan tâm về trưa thì em sẽ like trưa. Khách hàng nào quan tâm về tối em sẽ like tối nhá. Chỉ sợ là không đủ sức khỏe để phục vụ khách hàng thôi. Lại được vài hôm nay hai buổi đến lúc lại lăn đùng ra ốm thì chết. Em chào bác Dương Thủy này. Nhiều khách hàng cứ sợ là mua xe mẹc thì sẽ tốn xăng hay là giá nó cao, nhưng không hề nhá. Ví dụ như chiếc xe mẹc này của em giá chỉ có 199 triệu, chưa đến 200 triệu luôn. Một chiếc xe mẹc C240, đời 2004, số tự động này. Form dáng đẹp luôn, lớp sơn màu đen đẹp, form dáng cực kỳ giống như cán bộ cấp cao luôn. Xe mẹc thì nó không cầu kỳ về cái gì, chủ yếu là an toàn, tiết kiệm nhiên liệu, cũng như là mang đến cho khách hàng một cái sự bình ổn khi đi xe mẹc nhé. Mẹc C250 388 triệu, đời 2010. Động cơ trang bị là 1.8 này, biển 29 nhé. Trước và sau đều có mắt cảm biến va chạm cho em. Xung quanh xe là có 10 mắt cảm biến va chạm. Xin nhan trên gương. La răng thể thao có luôn cả logo Mercedes-Benz. Phanh ABS đầy đủ cả 4 bánh cho em nhé. 388 triệu cho chiếc xe mẹc. Phù hợp với những bác nào mà thích sự bình ổn này. Đi thì êm ái. Lái xe dòng này rất là sướng luôn. Phanh tay các bác nhìn này, không hề có phanh tay ở đây đâu ạ. Mà phanh tay nó bên tận bên lái kia cơ. Tận bên lái kia cơ. Có con nào số sàn 5 chỗ bền nành ăn ít xăng không? Số sàn nữa anh. Nói chung là nếu về số sàn thì các bác đi cho em là 1 là Vios, 2 là Hyundai i10, 3 là Kia Morning. Kia Morning thì nó sẽ ăn ít xăng này, bình ổn về giá này. Hoặc ví dụ như chiếc xe i10 bản nhập khẩu đây anh nhé, đời 2016 với lớp sơn màu trắng đẹp, số sàn đây, giá cũng đẹp luôn, 235 triệu, thân vỏ cực kỳ chắc chắn cho em này, ghế da đẹp luôn, ghế da đẹp, 235 triệu cho chiếc xe Hyundai i10, đời 2016 nhập khẩu, động cơ chỉ có 1.0 thôi, 235 triệu, la răng phầy, xoáy như thế này luôn. Đấy, các bác nhìn rõ không? Anh mua về đi chợ. Nếu như anh đi chợ thì anh có thể tham khảo cho em về chiếc xe Spark Van. Van là gì? Van là đăng ký 2 chỗ ngồi, hay còn được mệnh danh là bán tải siêu mini đấy ạ. Chỉ có 85 triệu thôi là có thể đi mua Spark Van rồi. Hoặc 45 triệu mua Kia Morning bản Sport nhé. Con em này thì hơn 200 một chút xíu. Nếu như mà có kinh tế thì mua em này vừa đi chơi vừa đi làm được. Còn nếu như em Spark, bình thường các bác thì ngại đi sở Bắc, nhưng riêng em Lê Hương cứ đi đâu là em trèo lên sở Bắc em đi. Vì sao? Điều hòa thì mát lạnh này. Điều hòa thì mát lạnh mà lại còn ăn ít xăng thì tội gì đúng không ạ? Xăng thì đang đắt như thế này. 35.000, xác lập kỷ lục về xăng rồi. 35.000 một lít. Nếu như mà xăng chảnh một tí đi những xe chấm to thì ăn xăng rất là nhiều luôn. Đây anh nhá, có thể đi Kia Morning cho em này. Con Spark đẹp của em đâu nhỉ? Spark. Kia Morning này, bản Sport đẹp, đời 2011, đăng ký 2012, 145 triệu ạ. Còn bên đây thì có một chiếc Spark Van với lớp sơn màu bạc, giá cũng chỉ có 85 triệu thôi. 85 triệu, bạn biển D này anh này. Anh xưởng may này, à đúng rồi, anh làm xưởng may thì có thể chở vải vào chiếc xe này nhá. Chở vải cực kỳ ok, chở nguyên liệu, phụ liệu. Về vải vóc, về cho công nhân may này, xưởng may mà. Vì anh trai nhà em cũng làm ở bên xưởng may. Toàn đi xe Spark hoặc là xe Spark Van thôi để chở hàng. 85 triệu mà anh nhìn này, xịn sò chưa ạ? Quá là xịn sò luôn. Đó, vì anh trai em cũng làm xưởng may tư nhân. Nên là khi mà chở vải này, nguyên phụ liệu này, mực này, keo này, thì đều là đi xe Spark Van. Vì sao? Giá rẻ này. Động cơ chỉ có 0.8 thôi, nên là tiết kiệm nhiên liệu nữa. 85 triệu văng vật để đâu cũng được, không xót ruột nhiều. 85 triệu cũng là tiền, nhưng mà nó sẽ đỡ xót ruột hơn khi mà mình mua chiếc xe 300-400-500 triệu, đúng không ạ? Em chào anh Bùi Mạnh này, chào anh Hương Hoàng, chào anh Lê Tuấn này, chào anh Ước Mơ Là Hiện Thực này. Tên anh rất là dài luôn.
ước mơ là hiện thực này. Chào anh Nguyễn Mạnh nhé, anh xưởng may Long Hải nhé, nếu như mà thích xe Spark Van thì để lại số điện thoại dưới bình luận cho em ạ. Để lại số bình luận cho em, dưới điện thoại dưới bình luận cho em nhé. i10 bản đủ chỉ có 225 triệu bản nhập khẩu đây, vừa rồi em cũng quay rồi nên là xin phép quay ra vào cái dãy bên đây. Một chiếc xe EcoSport 5 chỗ ngồi gầm cao đời 2016 nhập khẩu, à bản này là bản lắp ráp này. EcoSport màu trắng đẹp, 5 chỗ ngồi gầm cao, bản titanium cao cấp cho em, 6 túi khí an toàn, cảm biến va chạm, đèn halogen, đèn gầm đầy đủ này, phía sau có độ cả đèn led nữa nhé. 400 hơn 400 triệu một chút thôi. 435 triệu giá là rất là mềm luôn. 150 triệu thì đi La City cho em đi. Bản này là biển thủ đô 4 số, bản máy to này, giá thì có 150 triệu. Còn thích nữa thì có thể là đi sang Kia Rio. Nhưng em này thì nó sang hơn. Em này mang đến là sang, khỏe, rất là đẹp luôn. Chỗ này nó có ánh sáng nên là mấy cái con gì nó cứ bâu bâu. Nhìn nó mất cái độ sang của xe đi. Kia Rio đời 2015 đây ạ. Nhập Hàn nguyên chiếc cho em này. Đèn halogen siêu sáng này. Đèn gầm là đèn bi. Phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em. 1.4 cho chiếc xe Kia Rio đấy ạ. MT nhá, đây là MT, là số sàn. Chào em Hương Chân Dài, chào bác Giang Hân nhá. Kia Rio đây ạ, 325 triệu. Các bác ơi, xem livestream của em thì hãy quan tâm và yêu thương em bằng cách chia sẻ giữa bên nào. Chia sẻ lên, một cô gái rất là chịu khó này. Rất là chịu khó luôn, live trưa, live tối, khách hàng từ sáng đến trưa, gọi điện cũng như chốt đơn, tư vấn khách hàng. Mà tối nay em vẫn vì khách hàng bảo là anh muốn một video buổi tối vì anh ban ngày anh không xem được, em đã lên sóng live stream rồi. Thì đừng tiếc, bác Phan Cao Ngọc này, bác Nguyễn Hà này, đừng tiếc nhá. Hãy chia sẻ cho em này. Hello, em chào anh Dương Công Việt này. Đừng tiếc những lúc chia sẻ cho em Lê Hương ạ. Xe nào thì em cũng để giả giá cắt lỗ cho mình. Em chào bác Ngô Gia Tự này. Em nghe clip này của anh rất giống với một anh chị, à một chị mà chơi cùng em. Chồng chị ấy cũng tên là Ngô Gia Tự, Ngô Gia Tứ thì phải nếu như không nhầm. Thì anh có phải là chồng chị Tấm không ạ? Em nhìn giống lắm. Một chiếc xe Santa Fe, đây là bản Gold, máy dầu, đời 2002 nhưng đăng ký là 2007 nhập khẩu ạ. Nhập khẩu cho em, số tự động 2.0, 225 triệu. Nếu như xăng đắt quá thì đi dầu đi ạ. Đi xe máy dầu cho em. Xe máy dầu cho em đi ạ. Màn hình giải trí có này, túi khí an toàn đầy đủ luôn. Ghế da thì không phải là dạng vừa đâu, rất là đẹp này. 225 triệu thôi ạ. Bán tải Isuzu, máy dầu, 2 cầu, số tự động. Bản này là, chiếc này là chiếc D-Max đẹp đây. Đời 2016, đăng ký cuối tháng 12, 2017 này. Màn hình cam lùi đầy đủ cho em, biển thủ đô Hà Nội. Đèn bi salon này, đèn gầm đầy đủ cho em. 535 triệu, 2.5, số tự động 2 cầu, 5 chỗ ngồi bán tải đây. Còn bên đây thì em có một xe siêu phẩm Toyota. Đây là một chiếc xe Vios, bản này là bản e xịn đời 2016 nhé. Vios bản e xịn 2016 tư nhân này. Khách hàng nào mà có tầm tiền 360 triệu, 355 triệu đi là có thể sở hữu nó rồi. Tư nhân đẹp, nước sơn là màu vàng đồng nhé. Đèn halogen, đèn gầm đầy đủ cho em. Biển 34 bánh đậu xanh. Xin nha, được tích hợp ở trên gương. Bản 1.5 cho em ạ, đời 2016. 365 cắt lỗ luôn, còn 355 mặc dù xe rất là đẹp và vừa mới về. Nhưng mà xe đẹp của dân, em nhập giá hơi sát rồi. Nên là em vẫn cố gắng để khách hàng nhà mình một cái giá đẹp nhất này, 355 triệu. Ăn mỏng thôi, để khách hàng còn yêu thương đúng không ạ? Vì xe đẹp mà, tư nhân nhá. Màn hình giải trí thì chưa lên, vì Vios thì đến đời 2014 nó mới lên thay đổi form dáng. Lên đây là form dáng mới rồi. Túi khí an toàn đầy đủ này, màn hình đấy, nếu như không có thì em sẽ lên khăn màn hình. Rất là chiều khách luôn. Còn có một chiếc xe Kia Rio màu bạc nữa đây ạ. Kia Rio màu bạc, rất là đẹp luôn nhá. Kia Rio màu bạc đời 2016 nhập khẩu đây ạ, 395 triệu. 395 triệu, động cơ trang bị 1.4. Biển số thì em tháo ra rồi, nên là chưa có biển số ở đây, tháo ra rút hồ sơ.
2016 Kia Rio 395 triệu. Số tự động nhé, không phải số sàn đâu ạ. Số tự động ạ, Kia Rio đây ạ, bản nhập cho em. Ga tay tự động có này, màn hình giải trí có này. Đầy đủ rồi, số tự động 395 triệu. Các bạn thấy không? Tối rồi mà khách vẫn đến xem xe này. Vẫn đến xem xe luôn. Ở đây thì em có một chiếc xe Kia Morning nữa này, biển 14 này, không biết bác nào ở đây biển 14 không ạ? Kia Morning đời 2017 này, đời rất là cao luôn. Động cơ trang bị 1.2. Giá chào bán là bao nhiêu ạ? 240 triệu cho chiếc xe Kia Morning nhập khẩu số sàn. Đời 2017, màn hình giải trí có rồi, ghế da đây ạ. La răng thì vẫn là la răng sắt này. Chưa lên la răng thể thao, vẫn là la răng sắt nguyên bản thôi. Nhưng được cái là máy số ngon và đời rất là cao, 240 triệu. Nếu như thích la răng thể thao, em sẽ lên luôn la răng thể thao luôn nhé. Em chào anh Điểm Nhẫn này, chào bác Sam Hoàng, chào bác Nguyễn Khiêm, bác Đinh Lịch, bác Bạc Khuyên và bác Hồ Trình. Chia sẻ họ em lên đi ạ, bác Điểm Nhấn nhé. Em chào bác Bùi Hạnh Phúc này. Em dịch bừa không biết có đúng tên không. Bác Bùi này và bác Tuấn Vũ này, đừng quên rằng hãy chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân vội nhóm giúp em ạ. Số điện thoại 0354602790, để lại bình luận ở phía dưới giúp em. Và đừng quên là hãy chia sẻ cho em nào. Khách hàng đang nhắn tin đây này. Quay lại cho anh chiếc xe Vios. Để lại số điện thoại cho em ạ. Em sẽ quay tất cả những video nào mà khách hàng quan tâm. Ở đây thì em có một chiếc xe Jolly đời 2005 số sàn. Giá chào bán thì có 135 triệu. Xe 8 chỗ ngồi to đùng vật vã luôn, biển thủ đô Hà Nội nhé. Jolly 135 triệu. Vios cắt rồi, còn 355 triệu thôi. Lại tiếp tục một chiếc xe i10 bản đủ đời 2015, nước sơn là màu trắng đẹp, biển 19A. Bản đủ sẽ có gì? Đèn halogen này, đèn gầm có, em này thì lên la răng thể thao rồi. Bản đủ hai bánh trước sẽ là phanh ABS chống bó cứng, hai bánh sau là phanh tăng trống. Xin nhan trên gương và có nút mở một chạm thông minh trên cánh cửa này. Và có cho em đề lỗ thông minh, màn hình giải trí. Và ban quan trọng nữa là bên trong sẽ có tổ hợp phím bấm trên vô lăng. Có cả túi khí an toàn nhé. Đấy là phân biệt giữa bản đủ và bản thiếu này. 225 triệu. Đời 2016 bản đủ đẹp đây. Kia Morning màu trắng này. À đây rồi. Nhìn mãi mới ra em Hot Girl 2009. Spark Van. Ôi các bác nhìn này. Cái đèn pha phía trước này, nó còn phải gọi là sáng long lanh luôn. Đèn gầm đầy đủ. Đây chính là chiếc xe mà em Hương đã nói là khi mà yếu người ngồi lên xe là phải ốm này. Vì điều hòa của em nó rét run. Bác nào lúc vừa ấy làm ở xưởng may đấy nhỉ? Chốt luôn cho em này đi. 85 triệu. Chỉ với 85 triệu. Nước sơn thì màu xanh lá đẹp này. Phanh thể thao, à la răng thể thao này. Nội thất bên trong không hề kém cạnh luôn. Nội thất bên trong đây ạ. Ghế da hai màu đen đỏ nhá. Điều hòa thì mát lạnh luôn. Màn hình giải trí bé bé xinh xinh, nghe nhạc, nghe radio cho đỡ buồn. Bé bé xinh xinh này. 85 triệu cho chiếc Spark Van của em. Một em bán tải siêu mini đây. Bán tải siêu mini. Úi dồi ôi, không đùa được đâu ạ, mát lắm. Đây chính là xe công vụ của em Hương ấy. Các bác cứ nghĩ là bán ô tô là sẽ đi xe lọ xe kia, nhưng thực chất em toàn đi Spark Van thôi. Cam hành trình, à cam lùi có, cảm biến phía sau có. Lùi phát nó báo tít tít ngay. Điều hòa thì mát lạnh, ăn xăng thì ít, tội gì bây giờ xăng đắt như thế này đúng không ạ? 85 triệu thôi. Bên đây thì có một chiếc xe CDX này. CDX đời 2009 nhập khẩu này. Giá chào bán là 238 triệu. 238 triệu đầy đủ cho em đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, la răng thể thao, phanh ABS. Chiếc này là biển 20A nhé. CDX biển 20A 238 triệu 1.6 số tự động cho em. Có cửa lóc này, màn hình giải trí này, đề lỗ thông minh này, ghế da zin luôn. Ghế da có cả gối tựa đầu này. Đấy, một cái gối đôi gối tựa đầu này cũng phải vài trăm nghìn chứ không ít đâu. Rất là đẹp luôn.
màn hình giải trí có rồi. Biển 24A, bản nhập Hàn Quốc cho em form dáng đẹp. Phía sau thì có 4 mắt cảm biến va chạm này, biển 24A nhé. 24A có CDX đi, 238 triệu nhập khẩu, đề lỗ thông minh đầy đủ này. Bên đây thì có một chiếc Chevrolet Cruze, nhưng em này là số tự động này. Chevrolet Cruze số tự động, biển 34, bánh đậu xanh này. Hôm nay có một khách hàng nào bình luận là chào 34 bánh trưng. Chào 34 bánh trưng, các bác hay trêu là bánh trưng đất rồi. Đây nhá, đèn halogen này, đèn gầm này, đèn phá xương có này. Chevrolet Cruze số tự động 1.6. Em này là cắt rồi này. Rất xinh gái này, nhiều lúc là cứ kêu kêu một tí thôi là thành thành ế chồng này. 268 triệu, Cruze số tự động đẹp đây ạ. Đi Cruze cực sướng cho em luôn. Đi CDX đã sướng rồi thì Cruze nó còn hơn một bậc cơ. Đời 2011 mà giá chỉ có 268 triệu thôi. Bên đây thì có Kia Morning này. Kia Morning đời 2015, động cơ là 1.25 thôi, màu đỏ đẹp. Giá chỉ có 199 triệu. Đèn halogen, đèn phá xương, đèn gầm đầy đủ cho em. 199 triệu đời 2015. Động cơ trang bị là 1.25, nước sơn thì màu đỏ đẹp đấy ạ. Màn hình giải trí này, trên vô lăng thì cũng có túi khí an toàn bên ghế phụ này. Vô lăng thì có hai cái phím bấm nhé. Màn hình giải trí cỡ vừa vừa thôi, không phải là siêu to, nhưng mà muốn nghe nhạc đầy đủ cho em, đầu DVD cũng có luôn. 199 triệu, lên bộ la răng đẹp luôn à. Lên bộ la răng đẹp luôn. Đằng sau chiếc xe Kia Morning thì em có một chiếc xe Kia Zondo biển 37. Kia Zondo 7 chỗ ngồi và là máy dầu cho em. Số tự động, động cơ trang bị là 1.7 ạ. Đèn bi salon sáng chưa ạ? Đèn gầm có nhá. Gương kính thì tự ý là cụp chỉnh cho em. Khi mà các bác chỉ cần ra ngoài cầm chìa khóa theo là nó chỉ cần ra một đoạn thôi, nó sẽ tự động chốt vào, nên là không sợ là quên không khóa cửa đâu nhá. Xin nhan trên gương này, la răng 5 chấu dạng phay, phanh ABS đầy đủ cho em. 468 triệu, số tự động Kia Zondo máy dầu, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí ga tay. Màn hình giải trí có rồi nhá, cam hành trình có luôn mà chỉ có hơn 400 thôi. Còn nếu như khách hàng nào mà quan tâm về chiếc xe Ghét số tự động bên em, thì em có một chiếc xe Ghét đời 2007 này, bản nhập Hàn, số máy êm, nhập Hàn Quốc nguyên chiếc này. Cam hành trình có, màn hình giải trí có nhá, 188 triệu. CDX thì em lại có một chiếc xe màu xám đời 2009 nhập khẩu nhá. Đề lỗ thông minh, ghế da hai màu, cửa lóc đầy đủ cho em. Biển này là biển 28A, CDX màu xám này, 248 triệu. Kia Carren, em chào anh Nguyễn Đình Chất này, chào anh Thành Trung Nguyễn này, chào bác Sa Bùi Vũ, chào bác Giang Hân, chào bác Quách Phú Minh, chào bác anh Nguyễn này, và chào bác Hà Duy Tuyến này. 42 khách hàng, 50 khách hàng đang xem. Chia sẻ hộ em lên trang cá nhân và hội nhóm cho em nào. Số điện thoại em đã ghi dưới màn hình rồi, 0354602790. Chỉ cần một nút live stream khi mua xe ô tô giảm 1 triệu, 10 nút là giảm 10 triệu rồi, chỉ cần 10 nút chia sẻ thôi là đã giảm 10 triệu rồi. Kia Carren 7 chỗ ngồi đời 2008 với lớp sơn màu đen đẹp. Sự kết hợp đầy đủ giữa đèn bi salon, đèn halogen, đèn phá xương tạo lên một cái cụm đèn pha cực kỳ sắc nét cho em. Và có cả đèn gầm nhé. 285 triệu đời 2008, bản này là 2.0, số tự động cho em. Bên trong thì có màn hình giải trí rồi, tổ hợp phím bấm trên vô lăng, đề lỗ thông minh và có cả cửa lóc ạ. Đó, cửa lóc đây. Chỉ có 280 triệu thôi ạ. À, xin lỗi. 285 triệu đi, mở 280 cũng được. Kia Carren này ạ. Bên đây thì có Corona Antis đời 2010, biển 34, bánh đậu xanh. Giá chào bán là bao nhiêu? Mà 395 triệu cho chiếc xe Corona Antis này. Nhiều xe quá. Chia sẻ giúp em đây ạ, đừng để em tụt mắt nhá. Phải có nhiều khách hàng nhìn thì em mới biết là khách hàng đang quan tâm. Phải giảm nhiều để khách hàng có động lực mua xe này. CDX, ui dồi ôi, lắm CDX quá. CDX đời 2009 tiếp tục này. Con vừa rồi là đời biển bao nhiêu nhỉ? Em này thì biển 34 này, 388 này, biển Lộc đây này.
388 là biển Lộc đây. Đèn halogen có, đèn gầm có. Đời 2009 nhập khẩu 1.6 số tự động. Cửa lóc đầy đủ, đề lổ thông minh, cam hành trình. Đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 12/2022. 238 triệu ạ. Sơ bắc thì em có 2 chiếc nhá. Một chiếc sơ bắc van là 85 triệu màu xanh. Đăng ký 2 chỗ ngồi, cam biến đầy đủ này. Màn hình cỡ vừa, cam lùi có luôn, 85 triệu. Còn bên đây màu đỏ thì em có sơ bắc đăng ký 5 chỗ ngồi, 93 triệu. Xeo luôn, xeo tụt quần luôn này, 85 triệu. Cho bằng con kia luôn. Bác nào mà mua một đôi luôn này. 85 cộng 85 bằng bao nhiêu nhỉ? 160, 170. Rồi, có hơn 100 triệu mà làm hai chiếc xe ô tô, có phải chết người không này. 85 này, em này cũng 85 luôn, đồng giá luôn. Đồng giá luôn ạ, 85 triệu. Hai chiếc sờ bắc xanh có, đỏ có này, kể cả các bác có kén phong thủy em cũng đầy đủ cho mình luôn. Santa Fe bản đặc biệt thì ở bên kia. Còn bên đây là Captiva. Captiva đời 2007, số sàn 2.4, chỉ có 210 triệu thôi ạ. À, Captiva đây nhá các bác này, cam hành trình này, màn hình to đùng luôn. Màn hình giải trí cỡ vừa này. Với em Captiva này nhá, trông thế thôi nhưng cực kỳ xịn sò nhá. Ghế da thì đẹp, 7 chỗ ngồi, số máy ngon. Đời 2007, giá 210 triệu nhưng đầy đủ option cho em. Có cả sấy sưởi kính này, hỗ trợ chân trượt này, hỗ trợ cả đổ đèo này. Ghế là ghế chỉnh điện nhá, không phải là chỉnh cơ bình thường đâu ạ. Chỉnh điện luôn. Bao nhiêu tiền? 210 triệu thôi ạ. 51 phút rồi, live stream gần 1 tiếng rồi. Bên đây thì em có bản là Santa Fe bản đặc biệt, bản 10 túi khí, số tự động 2 cầu và là máy dầu cho em. Đời 2009 này, động cơ trang bị 2.0. Đèn pha, đèn bi salon này, đèn led này, đèn phá xương này, đèn gầm đầy đủ này, 468 triệu. 7 chỗ ngồi, số tự động đây ạ. 468 triệu cho chiếc xe Santa Fe của em. Sấy sưởi kính lấy gió trong ngoài, màn hình OLED, cam hành trình đầy đủ cho em nhé. Em chào anh Nguyễn Đức Mạnh này, chào bác Hoàng Thị Hương này, chào bác Tuấn Út này, chào bác Cường này. Chia sẻ đi ạ. À, đừng tiếc lượt chia sẻ cho em nhé. Một ngày live stream đến 2 buổi để những khách hàng tối có thể theo dõi em này. Nên là đừng tiếc nút chia sẻ cho em ạ. Thả tim, thả like mạnh lên. 51 phút rồi. Có lẽ là tầm 60 phút, 1 tiếng em sẽ nghỉ nhé. Bên đây thì có một chiếc Captiva nữa đây. Captiva đời 2007, động cơ trang bị 2.4, 215 triệu, đầy đủ luôn. Đèn bi, đèn phá xương, đèn gầm đầy đủ cho em. 200, ui con chuột to quá thật cơ mình. 215 triệu, đời 2007, Captiva màu vàng đẹp nhá, vàng cát đẹp. Xin nhan trên gương đầy đủ luôn, không thiếu một cái gì đâu. Quá là tuyệt vời luôn ạ. Anh Phán ơi, chia sẻ cho em nào. Hình như xưa nay anh Phán là không theo dõi em rồi. Captiva đây ạ, số sàn, màn hình giải trí đầy đủ cho em. Phím bấm trên vô lăng, túi khí an toàn, ghế da đẹp căng luôn. Đó. 200 bao nhiêu? 215 triệu, bao rút hồ sơ để đỡ vất vả này. Ôi, thật sự em quá ưng ý, em Orlando này, nhiều khách hàng hỏi Orlando quá mà. Thật sự khách hàng rất là may mắn, về phát em bán luôn. Chưa kịp lên video, chưa kịp lên hình. Còn ở đây thì có cho mình một chiếc xe biển 34, 5 chỗ ngồi gầm cao, hội tụ tất cả công nghệ vào đây. Có cái gì thì em nó có cái đấy này. Một chiếc xe Zoti T600, máy là máy Mitsubishi cực khỏe này. Đèn pha là đèn bi salon, đèn phá xương, đèn halogen kết hợp vào nhau rồi. Lại còn có đèn led định vị này, đèn gầm có luôn. Gương kính thì cụp chỉnh auto. À, cửa lóc của em nó là cửa lóc toàn cảnh luôn nhá, không phải là một vùng đâu mà là hai vùng luôn. La răng thể thao, phanh ABS chống bó cứng này, xin nhan trên gương. Zoti T600, máy Mitsubishi đời 2016, số tự động 2.0. Giá chào bán bao nhiêu ạ? 320 triệu rồi ạ. Số tự động đẹp này. Số tự động đẹp đây ạ, túi khí an toàn. Và em này có cả ga tay tự động cruise control nhé. Đề lổ thông minh, màn hình ZTEC, không phải là màn hình dởm đâu nhá, màn hình xịn này. Và em này là khóa phanh tay điện,
không phải là khóa phanh tay như nhiều xe mà phải gạt một phát lên đâu, mà là khóa phanh tay điện. Ghế da thì trang bị cả túi khí an toàn ở trên ghế da này. Ghế da màu rất là đẹp luôn. Quan trọng là 5 chỗ ngồi gầm cao, công nghệ nhiều như vậy mà giá chỉ có 320 triệu thôi. Số tự động, liếc đèn theo vô lăng. Và có cả cửa sổ toàn cảnh này, một vùng này, hai vùng này, các bác nhìn rõ chưa? Nhìn thẳng lên mái tôn này em luôn. Hai vùng luôn. Màn hình giải trí đè lỗ thông minh có nhá, không thiếu một cái gì. Màu trắng đẹp, phù hợp với những bác nào như mà làm công việc nó gọi là hay đi dự hội thảo này, hay hay đi chơi này, hay là đi công trình, công trường, nhận hợp đồng này, hay bất động sản này. Vì form dáng của em nó sang lắm, rất là sang luôn. Cam hành trình, cam lùi, cảm biến đầy đủ cho em, rất là sang luôn. Mà chỉ có 320 triệu thôi. Còn bên đây thì có 5 chỗ ngồi gầm cao thì em có gì nào? Honda CRV đến từ Nhật, biển 34. Đèn gầm là đèn bi lồi rất là to rồi. Đèn pha cũng là đèn bi luôn. Đèn halogen rồi có đèn phá xương. Mà giá chỉ có 408 triệu, 5 chỗ ngồi gầm cao nhưng mà là số tự động nhé. Đời 2009 đây ạ. Màn hình giải trí đầy đủ cho em, ghế da thì đẹp này. Có cả căn chỉnh làn đường nhé. Những chiếc xe mà có căn chỉnh làn đường khi các bác mà đi sang bên này bé quá, bên kia to quá, nó sẽ báo hiệu cho mình luôn nhé. Có căn chỉnh làn đường cho em này. Quá là tuyệt vời cho một cái chiếc xe công nghệ như thế này. Gương kính là auto rồi, cụp chỉnh tự động cho em. Đây, la răng này. Phanh ABS đầy đủ nhá, 408 triệu CRV. Em chào anh Toàn Lê, chào bác Quân Cóc, chào bác Đặng Ngọc Linh, chào bác Pháp Hoàng này. Đừng quên bác Trần Sơn, bác Tí Chuột này, đừng quên nhá là hãy chia sẻ giúp em Lê Hương nào. Muốn xem xe nào thì cứ bình luận ở phía dưới cái bài livestream của em. Em nhìn thấy thì em sẽ báo cho khách hàng nhà mình ngay ạ. Em chào anh Lam Bùi này. Ôi dồi ôi, em mãi nói quá, nhiều khách hàng bình luận quá mà em không để ý này. Em xin lỗi khách hàng nhá, tại vì cái máy chính của em nó lại không hiển thị mắt, không hiển thị bình luận này. Mà giờ em mới nhìn thấy, ôi dồi ôi chết rồi. Nói cứ phằng phằng mà bao nhiêu bình luận. Ở đây thì nó mới hiển thị bình luận này. Còn máy của em nó chỉ nhìn lượt xem thôi, em xin lỗi khách hàng nhá, giờ em sẽ đọc lại này. Có xe 200 triệu không? Anh Quân Cóc hỏi này. Tối nay có bác Lý Dậu hỏi xe đẹp quá mà chưa làm được đường lên bản nên không lấy được một con. Xe Dato 2019 này. Anh Bùi Mạnh hỏi xe 200 triệu này, chết rồi. Em xin lỗi khách hàng nhá, em mải live stream quá em chẳng để ý gì. Nó bị ẩn bình luận đấy. 200 triệu thì các khách có thể đi cho em nếu như số sàn. Thì đi một chiếc xe Vios bản E xịn này, 208 triệu đời 2009 nhá, số sàn. Ngoạc mồm ra nói mà chẳng để ý bình luận gì. Vios bản E xịn đây anh Quân Cóc này, 208 triệu. Bình thường đối với đời 200 triệu thì không bao giờ bớt đến tận 28 triệu đâu. Em bớt luôn con này 8 triệu trên livestream cho anh nếu như chốt chiếc xe bản E xịn của em, Vios Yển biển 36 nhá, 208 này. Trực tiếp trên livestream nói là làm nhá, bớt luôn còn 200 triệu bản E xịn này. Hoặc nếu như mà dưới 200 thì có thể đi xe ghét bản nhập khẩu cho em, đời 2009, số sàn. Động cơ trang bị 1.1 thôi, đã là ghét mà số bản nhập khẩu nhá, thân vỏ chắc chắn, máy số ngon. Và đi cực kỳ tiết kiệm này. 158 triệu cho chiếc xe ghét đây ạ. Quá là đẹp luôn. Cứ livestream nói ngoạc mồm ra nhưng mà bình luận nó bị ẩn, thế mới buồn chứ nè. Biển 34 nhá, không phải là em bơ khách hàng đâu ạ. Mà là cái mạng này nó hơi bị ẩn bình luận này, em không nhìn thấy bình luận. Trên cái máy chính mà em đang like em chỉ nhìn thấy mắt nhìn thôi, em chỉ chào thôi. Nhưng mà cái máy phụ em đang cầm tay đây, em không để ý này. Rất là nhiều bình luận luôn mà em không để ý này. Ở đây nếu như khách hàng nào, ôi dồi, khách hàng nào mà quan tâm về số tự động thì em có một chiếc xe Kia Morning đời 20, em đời bao nhiêu nhỉ? Kia Morning đời 2010, số tự động bản nhập khẩu nhá, biển 88. 88 ở đâu nhỉ? Vĩnh Phúc rồi. Đèn halogen này, đèn gầm đầy đủ đi. Kia Rio à? À Hương ơi, Kia Rio là anh Cường đi đá bóng rồi nên lại xe đẹp quá là cho đi đá bóng rồi. Tí mai chị quay video chị gửi chi tiết lại cho ạ. Vì mới dọn còn đẹp hơn, hôm trước đấy là xe mới về chị chưa dọn kỹ, nó còn hơi bụi bẩn. Còn Kia Rio đấy, chính vì anh Cường đi đá bóng nên là nay chị vẫn chưa về đây này, chưa có xe về.
Kia Morning 235 triệu đời 2010 số tự động đây ạ. Chốt em nhé. Nào, anh Quân Cóc này, anh bình luận rõ hộ em là chốt chiếc xe nào. Em làm việc rất là nhanh gọn luôn. Em chào anh bà Ngô Dương này, chào anh bạn nghiệp này. Hương ơi, để mai chị quay lại video chiếc xe Kia Rio đấy cho em nhé. Số tự động đẹp cực luôn. Loa của em nó thì còn lên loa trầm cơ, nghe nhạc hay lắm. Nhưng mà hôm nay có đá bóng nên là các anh ấy đánh đi rồi, để đi đá bóng rồi. Hình như sắp về rồi. Anh ơi, anh gì nhỉ? Anh Quân Cóc này, chốt em như thế nào? Anh chốt chiếc xe nào của em nào? Chiếc này bớt luôn 8 triệu trên livestream, nói là làm này. Fiat bản e xịn biển 36, chốt trên livestream 200 triệu tròn luôn. Rồi, chưa một chiếc xe nào em chốt nhiều như vậy đâu. Có nhiều khách hàng này, cũng như là có nhiều khu vực bán hàng là thích nói giống cao giá lên, xong là bớt khách hàng 30 triệu, 50 triệu. Nhưng em không thế ạ. Em chỉ kênh lên một chút thôi, gọi là lấy lộc lá này. Và đến lúc khách hàng đến em sẽ bớt sát giá nhất thị trường có thể cho mình. Nên khách hàng cứ yên tâm khi mua xe bên em, sẽ không bao giờ phải mua bị giá hớ đâu nhé. Anh Quân Cóc bình luận lại cho em chốt chiếc xe nào. Kia Morning 235 triệu số tự động đời 2010 nhập khẩu này. Đừng quên là hãy chia sẻ cho em lên trang cá nhân và trang hội nhóm giúp em này. Ở đây thì em có một chiếc xe Get số tự động nữa đây. Get số tự động này, mới về luôn đây. Giá thì cũng chỉ loanh quanh dưới 200 triệu thôi. Tầm 190 triệu thôi, đúng rồi. Get số tự động nhé. Còn bán tải Lavera em về thêm một chiếc màu trắng này, nhưng mà vẫn đang rửa dọn bẩn lắm nên chưa quay. Gọi là nhá nhá một chút để khách hàng biết là em Hương có những xe nào thôi ạ. Chốt đi anh, chốt luôn giá đẹp. Giá trên livestream này em giá cực sát luôn rồi. Em chào anh Nò Thành, chào anh Giảm Lượng, chào anh Văn Học Lý, chào anh Hùng Hoàng Đình ạ. Nhiều khách hàng quá này. Cho xem ké, xem chút. Rồi ôi chết rồi, bao nhiêu bình luận mà không để ý đến này. Kia Seato em tạm hết này. Thay vì đi Kia Seato thì em có rất là nhiều Kia Rio nhá. Cũng tương tự như vậy thôi, nhưng mà số máy ngon hơn, mà xe cực chất cho em. Ở đây em có một chiếc Mazda 3S, một chủ tư nhân. Mazda 3S với lớp sơn màu trắng đẹp. Hương ơi, nếu mà thích thì em đi Mazda đi. Mazda form dáng đẹp lắm. Mà chiếc xe này là một chủ này. Đèn bi salon này, giải đèn nét có này. 385 triệu đời 2013. Đầy đủ cho em. Xe một chủ zin cả xe. Mazda 385 triệu, lước sơn màu trắng này. Cửa lóc đầy đủ cho em rồi. Màn hình giải trí này, logo Mazda xịn sò luôn. 385 triệu này. Nissan Navara bán tải đây. Máy dầu số tự động 535 triệu. Ở bên đây thì có chiếc Chevrolet Cruze số sàn đời 2011, 240 triệu này. VinFast Farin là chỉ có 345 triệu thôi ạ. Bình luận nó cứ bị ẩn thôi. i30 bản Crown đây, các bác nhìn cho em này. Khách hàng có thích i30 không ạ? i30 nhá. Ai, Hyundai Avante mới đẹp chưa này. i30 đi đá bóng rồi. Một chiếc xe Hyundai Avante biển thủ đô, bốn mắt cảm biến va chạm, lước sơn màu đẹp. Bây giờ em đang sẵn hai chiếc xe Hyundai Avante này. Avante đen có, Avante trắng có này. Xuất sắc chưa? Nhá nhá tạm thôi chứ em cũng chưa biết giá vì vừa mới về. Vừa mới về đến đây. Màn hình giải trí to đùng luôn này. Đấy, rất là nhiều chế độ option cho em. Gương kính này chụp cụp chỉnh auto, xin nhan trên gương đây ạ. Hyundai Avante thì em có hai chiếc này. Ở đây thì có lại một chiếc xe Hyundai Sun Solata đời 2009 nhập khẩu số tự động này, 288 triệu. Em chào anh Nguyễn Bảo Toàn này, chào anh trai miền Bắc, chào anh Quốc Nguyễn Quốc Hiệu này. Đừng quên rằng muốn xem xe nào thì phải bình luận ở dưới nhé. Vừa rồi thì em bị ẩn bình luận nhưng giờ em đọc được rồi. Chứ không phải là em bơ khách hàng đâu. Tại vì nó bị ẩn bình luận em không nhìn thấy ạ. VinFast Farin đẹp căng, 345 triệu, đề lỗ thông minh, đầy đủ cho em, màn hình giải trí, la răng thể thao. Nhiều xe đẹp quá. Accent đây, Accent khách hàng quan tâm Accent đây. Mãi mới về thêm đây. Accent biển 89 này.
đèn halogen này, đèn bi đầy đủ này, đời 2019, 385 triệu, bản này bản lắp ráp nhá. Động cơ là 1.4, Hyundai Accent. Hyundai Accent đẹp như mới luôn. Màn hình giải trí này, túi khí an toàn, tổ hợp phím bấm chân vô lăng, nghe gọi rảnh tay nhá. Hyundai Accent đây ạ. Hyundai Accent đời 2019, cao ơi là cao rồi, siêu lướt này, 385 triệu. Quá là nhiều xe. Mazda thì em có Mazda 3S màu trắng này. Ở đây có cả Mazda 3S màu đỏ ạ, 285 triệu đời 2009, cũng là số tự động nhá. Cửa lóc đầy đủ, xi nhan trên gương, Mazda 3S đẹp. Bên đây thì có Hyundai i10 đây. i10 đời 2016 nhập khẩu, giá chào bán 235 triệu, biển là 34 bánh đậu xanh. Một em bán tải siêu mini nữa đây, đó chính là em Morning Van. Nước sơn phải gọi là màu tím tím hồng hồng. Morning Van 240 triệu đời 2013, số tự động này, bán tải siêu mini đấy ạ. Chở hàng chở người đều ok cho em, 240 triệu thôi ạ. Em nhăng 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 nhăng. Rất là nhiều xe đang được chào bán bên em. Bán tải có này, mẹt có này, Avante trắng có này. Vừa rồi em quay Avante trắng này, giờ để có cả Avante màu đen này. Avante màu đen ở đây. Xe đẹp quá, anh Lý Dậu ơi. Vâng ạ. Hương ơi, mai nghỉ nay trưa chuyển sang tối cho mát em à. Em đang cố gắng là phải thật là sung sức để live một ngày hai buổi live stream. Dù khách hàng là buổi tối bận thì xem buổi trưa, buổi trưa bận thì xem buổi tối, nhưng mà không biết là có trụ được không, hay là nói vài hôm nhọc quá lăn đùng ra ốm thì là nghỉ hết. Hyundai đây nữa này, lại có Hyundai i10 nữa đây. Gương kính cụp chỉnh auto khóa rồi, đẹp như thế này cơ mà. Biển 34 bánh đậu xanh đời 2014, số tự động, 295 triệu thôi. Hyundai i10, bản này là bản đủ 1.0 nhá, 295 triệu. Vì sao lúc vừa không có là vì lúc vừa một em nhân viên đã đi chợ. Bán tải này, các bác này, cái mà khách hàng mà bán trước này em mua luôn. Cảm ơn bạn Thắm nhá, chào bạn Hương xinh gái, cảm ơn bạn nhá. Thắm ơi, nếu như mà lúc nào rảnh nhớ phải xem livestream của mình này, chia sẻ giúp cho mình này. Về thêm rất là nhiều xe luôn. Em chào anh Dương Khang này, chào chị Hà Đoan, Đoàn Thị Hà này, chào bác Trung Thái này, chào bác Nguyễn Cảnh này. 150 triệu cũng có thể đi một chiếc xe măng lốt biển thủ đô Hà Nội cho em. Giá thì có 140 triệu thôi, măng lốt đây ạ. Một chiếc xe măng lốt đời 2007, nhưng em nói là số tự động nhá. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều, chia sẻ giúp mình nhá. 145 triệu có xe số tự động đi. Bản form dáng sedan hai đầu này. Còn Kia Morning thì em nhiều, nhiều màu rồi. Màu xanh em cũng có nhá. Biển 51 khu vực trong Sài Gòn rồi. Kia Morning đời 2016, bản này bản lắp ráp trong nước, giá chỉ có 215 triệu thôi ạ. Màn hình giải trí có này. Màn hình giải trí có rồi, ghế da đẹp, số máy ngon. Mở ra lấy cái áo đi, lấy áo đi. Lấy áo đi. Đây ở đây, ở đây. Đang live ở ngoài. Rất là nhiều xe luôn ạ. Bên đây thì cũng có Spark tập lái này. Cầm áo, cầm áo đi em ơi. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo giá rất là nhiều những dòng xe đang được chào bán bên em Lê Hương ô tô Hải Dương. Những khách hàng nào mà quan tâm thì để lại số điện thoại cho em, bình luận cho em ạ. Tóc tai em kinh quá em ạ. Tóc tai em kinh quá. Vừa rồi thì em báo giá rất là nhiều xe ô tô đang được chào bán bên em đây rồi. Kia Rio giờ mới về đây em này. Đấy, đi đá bóng giờ mới về đây. Kia Rio 395 triệu đời 2015, số tự động đẹp nhá. Kia Rio biển thủ đô đây ạ. Số tự động 395 triệu, gương kính cụp chỉnh auto cho em, đi đá bóng giờ mới về. Anh ơi, thắng hay thua?
Thắng này thua. Anh có đi ra bóng nữa. Không đá bóng à? Thế anh đi đâu á? Anh đi ra chỗ gần đi. À thế à? Đây các bác nhìn này. Ga tay tự động này. Đầy đủ cho em nhé. Số tự động đẹp Kia Rio 395 triệu đời 2015. Xin nhan trên gương đẹp luôn. Phanh ABS chống bó cứng, không phải là màu đen đâu ạ mà màu xanh, rất là đẹp luôn. Buộc tóc lại đi con. Em chào bác Giao Ngọc, em chào anh Sơn nhé. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo giá rất là nhiều những dòng xe đang được chào bán bên em Lê Hương ô tô Hải Dương. Cảm ơn tất cả khách hàng đã cùng em Hương. Trưa thì em cũng làm phiền, tối em cũng làm phiền. Xe đẹp quá, chết rồi. Khách bình luận nhưng mà toàn bị ẩn bình luận thôi. Có lẽ là em sẽ dừng buổi báo giá livestream trực tiếp tại đây. Cảm ơn tất cả khách hàng đã quan tâm và theo dõi em trong suốt thời gian qua. Tóc tài rũ rượi ra luôn. Em chào anh Lương Nguyễn này, chào anh Giao Ngọc này. Khách hàng nào quan tâm về mẫu xe nào thì cứ để lại ở dưới cái phần bình luận của em, cũng như để lại số điện thoại phía dưới cho em. Em sẽ kết nối Zalo và gửi cho mình hình ảnh video chi tiết nhất về những dòng xe mà khách hàng đang quan tâm nhé. Trước khi ra, trước khi chào các khách hàng nhà mình, để em đi dùng cơm tối đây. Tắm rửa và dùng cơm tối thôi. Một ngày làm việc gọi là hết sức năng lượng rồi. Em xin phép được dừng buổi báo giá livestream trực tiếp tại đây nhé. Cảm ơn toàn thể khách hàng đã cùng em theo dõi và quan tâm em. Nếu như khách hàng nào mà hôm nay lần đầu tiên xem báo giá livestream của em thì em xin tự giới thiệu, em là Lê Hương ô tô Hải Dương. Địa chỉ bày bán bên em là 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Số điện thoại của em là 0354602790. Xe bên em bán ra thì luôn cam kết không đâm xô, không ngập nước. Hồ sơ pháp lý em sẽ đầy đủ cho mình. Nhiều khách hàng vào quá mà em đang chuẩn bị ra rồi. Em chào anh biết đọc tên của gì cơ. Anh Phi to tư. Em chào anh Duy Mạnh này. Chào anh Phạm Vững này, chào anh Đoàn Quảng nhé. Và 11:30 ngày mai thì em Hương sẽ lại báo giá tiếp này. Lúc nào cũng để giá khách hàng ok luôn nhé. Cắt 10 triệu trên một đầu xe. Vì sao em chỉ cắt 10 triệu? Vì xe bên em báo ra là xe xá giá rất là sát với thị trường rồi, không phải là báo kênh lên 5-70 triệu xong bắt đầu mới mặc cả bớt đâu. Em bao giờ cũng để giá sát luôn. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào buổi trưa ngày mai. Và buổi tối ngày mai em cũng sẽ lại lại lên báo giá. Anh khách cứ thế này thôi. Dạ vâng. Xin chào và hẹn gặp lại. Em chào anh Nguyễn Vũ nhé. Ngày mai sẽ gặp lại khách hàng nhà mình nhé.